Chào mừng các bạn đến với sản phẩm Smart Home nhé. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn về bộ điều khiển Wi-Fi bằng cửa cuốn này. Đấy, điều khiển qua cửa cuốn qua app Blink nhé. Điều khiển bằng nút cơ trên mạch này và điều khiển qua app trên điện thoại bằng phần mềm Blink. Đấy. Và có rất là nhiều người không biết về cách nó kết nối vào cái đây là giao diện điều khiển trên điện thoại nhé. Đấy, lên xuống dừng và bật tắt một thiết bị. Có rất nhiều người không biết cách cài, cách kết nối của nó với cái cửa cuốn nhà mình ấy. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn về cách kết nối cái này nhé. Đấy thì rất đơn giản thôi, đây là xuống, dừng và lên, đúng không ạ? Thì đây có một cái là bật tắt một thiết bị, thì mình chỉ cần đơn giản là một giây vào NO, phích cắm vào NO, một giây vào COM rơi ra bóng đèn, và một giây từ bóng đèn vào phích cắm, thì khi các bạn điều khiển cái bên này thì nó sẽ là COM và NO nó thông nhau thôi, thì gọi là bật tắt thêm một thiết bị. Mục tiêu của mình là làm thêm một cái bóng đèn để cho cái nhà nào có cửa quấn gì thì mình sẽ sáng cái góc đèn đấy lên để vào nhà và nó tiện hơn thôi. Đấy, nhà nào không cần thì thôi. Còn cách đấu thì như này, các bạn nhìn thấy là ở đây nó có một dây chung này. Hình dung mà mình muốn nói là nói hiểu bản chất, bởi vì là cái này thì nó cái cửa quấn của mỗi nhà nó mỗi khác, có nhiều cái hộp ấy thì nó lại không chung như này đâu, nhưng mà các bạn mà thấy cái nào nó chung giống như này thì các bạn nối như này cho mình là được thôi, được chưa? Đấy, cứ nối như này là được thôi. Thì muốn lên thì đơn giản thôi, chỉ cần cặp này là lên, đúng không ạ? Đây, com này, NO 1, com NO, đúng không ạ? Là lên ạ. Xuống nhá, com cũng com, thì ở đây có cũng dây com đúng không, mình câu luôn dây com sang bên này có phải tiện không ạ? Không phải kéo dây nữa bởi vì là dây này nó chung rồi. Vào NO là lên và xuống, ok chưa? Đúng chưa? Lên và xuống, bởi vì đây là một dây chung mà, thì mình chỉ cần kéo xuống đây một dây thôi và nối vào com ngoài cùng, được chưa? Còn tiếp điểm này thì NO 1, NO 3, được chưa? Còn bây giờ dừng nó mới khó này, dừng khoai này, tức là dừng là gì? Nhấn thì không thông, mà thả thì thông, đúng không ạ? Nhấn thì không thông, mà thả thì thông. Đấy. Thì bây giờ các bạn sẽ làm như thế này. Các bạn sẽ làm như thế này. Ở đây có một cái dây, đúng không? Mình nó có một dây đoạn thẳng như này, đúng không ạ? Mình cắt đôi ra, một đầu dây từ đơn giản bạn hiểu như này đi, một dây của ống vít này, các bạn nối vào NO của chân relay 2, tức là COM 2 đi, COM 2 cho hiểu, COM 2 đúng không ạ? COM 2 là dừng mà, một dây vào COM 2 thì các bạn còn một dây còn lại các bạn vừa tháo từ đây ra đúng không ạ? Thì các bạn nối vào NC là được. Thì có phải là khi mà bình thường không làm gì thì COM và NC thông, đồng thời cái dây này vẫn đang thông đúng không ạ? Đúng không ạ? Thì đồng thời là cái nút nhấn này nó cũng vẫn đang thông đến bên này. Thì bây giờ các bạn chỉ cần đóng relay một phát thì có phải là COM và NC nó tách ra, thì cũng giống như nhấn này nó tách ra không ạ? Thì thay vì nhấn đây thì nó là cái relay nó cũng tách ra, tức là lúc đấy là COM và NO nó thông và NC với COM nó không thông, đúng không ạ? Nên là cửa sẽ dừng lại. Thì mình ở đây mình muốn nói đến hiểu bản chất, tức là đối với các cặp như này, khi các bạn cứ nhìn thấy nhấn vào mà thông này, đấy, nhấn vào mà thông này thì đây là com, đây và là kênh 1, đây là lên, nhấn vào thông này, com, đúng không ạ? Đấy, bởi vì nhiều cái âm tường mà mình thấy nó có lẽ không dùng cái dây thông này đâu, cho nên là cách nối nó khác. Nhưng mà các bạn phải hiểu bản chất là khi nhấn relay thì com NO nó thông, com NO nó thông, com NO thông, thì cũng mình lợi dụng cái com NO NC đấy để mình điều khiển thôi, không có gì cả. Nhiều người cứ bảo khó, nhưng mà đây chỉ là hai cặp tiếp điểm thôi. Khi nhấn điện thay vì nhấn tay thì điện nhấn điện thông, thay nhấn tay điện nó thông, đúng không? Rồi thế thôi, nó cũng không có gì khó khăn cả. Đây ở trên mình cũng ghi là com NO NC hết rồi. Đây thì cặp 1 là NC com NO, đúng không? Com NO là cặp thường đóng, com NC là cặp thường đóng, còn com NO là cặp thường mở, khi mà kích điện thì mới đóng. Đây cũng thế,
ở đây cũng thế. Rồi các bạn dùng sản phẩm mà vẫn không hiểu được thì có thể liên hệ với số điện thoại của mình nhé, 0989356792 nhé. Chú ý cho mình là kết bạn Zalo nhé, vì nhiều khi mình không check được điện thoại. Rồi cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình.